Gã đứng trước ngôi nhà tùm cây lá, chiếc đèn ngủ trong phòng chỉ hắt ra ngoài chút ánh sáng vàng vọt. Gã tần ngần trước cửa. Lúc này, căn nhà có cảm giác yên ắng một cách lạ thường, khiến tim gã đập bồn chồn. Gã đưa mắt nhìn vào khe cửa, có tiếng người cười ngả ngớn sau tấm màn thưa thớt. Gã nhìn thấy hai cái miệng kề nhau, âm thanh chùn chụt của những cái hôn kéo dài dai dẳng và cứ vang lên rền rỉ quanh tai gã. Âm thanh nghe còn nhức nhối hơn việc gã phải đứng sát bên hàng trăm chiếc kèn hơi vào giờ cao điểm kẹt xe. Lúc này như có một luồng điện dần dật chạy quanh vùng thái dương của gã. Gã lao vào, đạp cửa rầm rầm. Khi cánh cửa vừa bật ra, trần trụi trước mắt gã là hai kẻ ngoại tình trong tư thế hoảng loạn nhất, như kẻ ăn vụng bất ngờ bị phát hiện. Vợ gã và tên tình nhân hoảng hốt xô nhau ra. Gã chết lặng vài giây, cảm giác giận dữ, đau buồn, sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể gã. Gã lao xuống bếp lục tìm con dao, lôm côm bò ra khỏi chiếc màn ngủ. Vợ gã đang cài vội những chiếc khuy áo, cài một cách cẩu thả nhất. À, chắp tay lại lục: "Em xin anh, em lại anh, em biết tội của em rồi." Hai hàm răng gã nghiến chặt, đôi mắt ngày nào luôn nhìn vợ dịu dàng, giờ trừng lên dữ dội như những con sóng trồm lên bờ. Con dao trên tay gã chỉ trực xả vào đối phương. Gã liếc con mắt hung tợn về phía tên tình nhân. Hắn cũng đưa hai tay lên, chắp lại. Giữa những cơn ghen tuông, giận dữ, réo gọi thúc giục gã siết chặt hơn con dao trong tay. Rồi gã nghe tiếng khóc của cô con gái vang lên. Tiếng khóc ấy càng lúc càng lớn dần, rằng rặc và dai dẳng. Trong tiếng khóc có lẫn tiếng gọi: "Mẹ ơi, cha ơi." Nó ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn gã, như cầu xin gã hãy tha cho mẹ nó một con đường sống. Tiếng khóc của con trẻ như nước lạnh tạt vào ngọn lửa căm hận đang cháy bùng trong lòng gã. Con dao rơi xuống nền gạch. Gã chạy như bay ra khỏi ngôi nhà nghèo nàn ánh sáng, nghe như có tiếng những viên gạch vỡ vụn lạo xạo sau lưng. Sau đêm định mệnh ấy, gã chạy xe như điên ngoài đường, rồi gã bị tai nạn giao thông. Gã không mất nhưng bị thương nặng. Này mà con gái và mẹ già đến bệnh viện thăm gã, gã lưng tròng nước mắt. Gã nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy, trong cơn giận dữ điên cuồng, nếu gã không kiểm soát được cơn sát nhân trong người thì điều gì đã xảy ra? Liệu hôm nay gã còn được gặp lại cô con gái bé bỏng đáng thương này nữa hay không? Liệu gã còn nhìn thấy những giọt nước mắt của người mẹ già đang lặng lẽ rơi không? Trích đoạn từ truyện ngắn của tác giả Nguyễn Nga có tựa đề Chuyến xe cuối cùng.